quý vị, vụ án mạng khiến nữ kế toán tử vong trên vũng máu xảy ra tại một công ty có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương vào chiều tối 29 tháng 3 năm 2023 đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Đến tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm nghi phạm gây ra vụ án mạng. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 3, tại một công ty có địa chỉ ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một phụ nữ 30 tuổi là kế toán công ty này được một đồng nghiệp phát hiện tử vong trên vũng máu từ khi nào không rõ. Thời điểm này, nhân viên công ty đi tìm giám đốc của công ty là người nước ngoài nhưng không thấy người này đâu. Chiếc xe bán tải trong công ty cũng đã biến mất. Sự việc sau đó được trình báo đến công an. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là ông Giang Jihongwu, 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cũng là giám đốc công ty này. Hiện nghi phạm Giang Jihongwu đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng biển số 61C45000. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện nghi phạm Giang Jihongwu ở đâu thì báo tin về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương có địa chỉ tại 615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Người dân cũng có thể liên hệ qua số điện thoại 0989 951 795 gặp Trung tá Lê Xuân Sang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để hỗ trợ thông tin. Những diễn biến mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.